Được rồi, trời quạt kiểu đó hả? À, cơm nó có nguội không? Ăn chuối, ăn phân nổi nữa phải không? Ăn phân nổi nữa không Linh đi? Sao không ăn chuối ăn hết con, ăn phân nửa không vậy? Mà cô chú con ăn phân nửa vậy nó để lại. Rồi ai ăn? Ai là sẽ là người ăn? Mẹ. Đồ chơi để đầy hết, chơi gì cũng để đầy hết. Nên Tony nó không có ăn đũa được các bạn, nó không ăn đĩa. Mình là các bạn, bây giờ là tới gặp bác sĩ chính. Hồi bữa mà mình đi siêu âm, nay gặp bác sĩ chính, giờ bữa mình đi lấy máu ở nhà rồi. Đó, tối ngày tới 6 tháng mà mình làm đủ thứ vậy đó. Sau khi Ly gặp bác sĩ xong thì tất cả đều ok nha các bạn. Và Ly đi chợ. Tháng 12 này rất là nhiều việc, là rất nhiều cái hẹn đó các bạn, nên phải đi liên tục, đi hoài luôn á. Mà mỗi lần đi tại nhà Ly ở xa, trở về thành trung tâm thành phố thôi thì tất cả các cuộc hẹn đều nằm ở trên đó, nên thành ra mình đi mất rất nhiều thời gian. Ông xã đi làm ca sáng thì những cuộc hẹn nó nằm buổi chiều, thì ông xã mình đâu có được ngủ đâu các bạn. Ca sáng là phải sáng sớm là 3-4 giờ mình chuẩn bị, bắt đầu mình đi làm. Rồi thường thường ông xã mình đi làm về, chưa về là phải ngủ tới chiều. Mà mấy ngày liên tục đâu có được ngủ đâu các bạn, phải gần cả tuần luôn á, tại phải rất nhiều cuộc hẹn. Tao mới quay cái tự nhiên cái nhìn thấy cái ông ở trong xe hết hồn. Bán hàng Noel đầy đẹp quá. Nhà mình đi mua đồ cho nhỏ cháu, mình nãy mới đi khám bệnh xong á các bạn. À, bót mà cao giống em á. Bót cổ cao á. Đây nè, 50%. Đâu? Nhưng mà cục không à, cao cao một chút. Chỗ nào? Đây nè, đứng rồi đây. Cao giống như em đó. Trời có như vậy đó, em nó về mùa đông rồi bán đây không. Sao dài cao không có ta? Thôi để nó lạnh cái chân nó ba. À ở dưới đây nè, nó cao như em đâu có dài đâu. Cái đó này có mấy chục à, 8 mấy đồng, 64 đồng à. Em mua đi. Không, con ấy kìa, chứ em mua chi. Mua một đôi cho nó thôi. Dạ. Con ăn cái gì đó? Xíxé caramel. À, xíxé caramel. Ừ. À, kẹo. Bà ơi, kẹo đường. Kẹo. Rồi, trong chưa? Đi, rồi, đi, lại. Đi, 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 vậy, nghĩ ra không? Đi lên đi. Nó mới xoay, mình mới để nó xoay. Màu xanh, mình để nó. Đẹp quá, chân dài màu đông. Yeah.
Xa nha các bạn, nó mất nhiều thời gian lắm. Chứ không phải như Việt Nam mình đâu mà tiện lợi chỗ này mà kế nhau. Hoa hôm nay đẹp quá. Xinh quá vậy ta. À chỗ này bán giải nha các bạn. Đẹp ghê luôn. Cà phu này á lâu lắm mà mình không có đi. Bữa mình chỉ đi cái đầu mua đồ của mình đi về thôi. Cà phu này thường thường nó trang trí rất là đẹp và dễ thương, các bạn thấy không? Thì cái chỗ này bán bijou dễ thương lắm nè. Đến đây cũng có cây thông Noel rất là dễ thương. Ghế để ngồi chụp hình nha các bạn, đẹp quá. Mình điệu mình đi vô đây nè các bạn. Rồi chơi mấy đứa nhỏ. Đây đây Yêu Rose các con. Hey, bố Messi, thích mấy cái cây thông này quá, dễ thương quá.
đều. Nè, bán đồ hè nè, về chợ mưa các bạn ơi. Mấy đứa nhỏ nó chạy. Trời ơi, mình cũng chạy. Mình cũng chạy. Gặp mặt ông chủ nhà, không chửi hả? Ai gọi? Đứa nào sao? Chị đánh con trước hả? Đứa nào đánh trước? Mẹ nói con nghe nè, lên đi. Mẹ nói con nghe nè, lên đi. Con không có được đánh chị. Con có đánh lên tay nó trước không? Con có đánh lên tay em trước thì con nói cho mẹ nghe đặng mẹ biết xử lý chứ. Là con mới đánh em lần sau chứ gì? Con chỉ tắp bê vậy thôi gì? Vậy hả? Vậy con xin lỗi chị Ophelia trước đi. Ophelia có đánh em không thì xin lỗi em. Rồi con xin lỗi chị. Sorry Ophelia hả? Ồ, chị Ophelia biết ăn lê nó hả ta? Con cũng biết ăn lê nó hả? Nó biết nói tiếng Anh. Sorry chị Ophelia. Con nói em xin lỗi. Em xin lỗi. Chị Ophelia. Em xin lỗi. Nhìn chị nói lại đi. Em xin lỗi. Ờ, bật đồ Ophelia. Rồi con nhìn. Đúng rồi, con nhìn chị con nói. Cảm ơn con trai, trai đẹp của mẹ. Ron ti vậy mới được ha. À, không có lộn, không có đánh chị nữa nha. À, quy đó con. Ok. Ophelia, mốt con cũng đừng có đánh. Đừng có đánh em rồi cái gì nói với mẹ ha, đó con. Ok. Quy. Trời ơi, nó đang bệnh mà mình rầu, mình tưởng nó đi vô bệnh viện các bạn mà dở gây lộn mà kìa. Tưng bừng luôn, ý là thở không nổi á. Nó đang bị man cái nó đang bị đau cái thở đường thở á. Giờ mình vô mình rửa mũi nó nè. Nè đi vô rửa mũi đi rồi xịt thuốc. Ồ vậy đó hả? Có gì đó thôi hả? Ít vậy. Dạ vậy hả? Sáng Ly đưa Ophelia đi học thì Ly quay cái nơi mà Ly ở là tòa thị chính, trang trí Noel rất là dễ thương.
cờ của Pháp các bạn màu xanh, màu trắng với màu đỏ ha. Thì Vinhomes Accent cũng treo như vậy. Mà năm nay á, hình như cái nơi mình ở tiết kiệm điện các bạn, không có treo đèn Noel mà chào đón ở con đường vào trong là cái làng nhỏ của mình á, mà không có treo đèn luôn á. Năm nay mình thấy tiết kiệm lắm và cũng có phát quà Noel luôn, nhưng mà Ly bị bệnh thì Ly không có cho đi. Các món đồ và trang trí Noel làm bằng thủ công nhìn rất là dễ thương. Nói chung là những cái tiểu tiết, những cái gì người ta khắc họa lên một cái không khí Giáng sinh tại tòa thị chính thì mình nhìn rất là thích. Những cái decor rất là chi tiết, không khí Giáng sinh ở tòa thị chính là như vậy đó các bạn. Ở quê mình hôm nay là sương mùa dày đặc luôn nha các bạn. Trời hơi lạnh, cứ đổi thời tiết hoài luôn, lúc lạnh lúc không lạnh. Bây giờ phải lụm mấy cái rác ở ngoài đường nè, người ta đổ ngang nhà. Không biết cái ông của mình không làm hay là nhà mình làm nữa, nên mình phải dọn thôi. Đi uống sữa đi. Cái là cái gì ạ? Chị IBSN là cái gì? Oui. Come on. N. C'est pas ça. P. Oui. H. Oui. N. Oui. Cái chữ đầu đâu phải là chữ N đâu. Chữ I. Chữ I. Oui. Té. Té. Voilà, merci. À, hãy vào cho plus. Vậy cũng được, kiểu nào cũng được. Ok, đi uống sữa đi. Bệnh nữa, bà của chú rồi. Lenny hả? Ồ, oh, đẹp trai quá ta. Lenny. Nó xì xa. Rồi, cái xì kì. Xa. Mẹ đâu có hiểu đâu. Cái đó con ghi tên ai à? Tên ai à? N. Ờ, tê, tê. Tê. À. T. Ừ. H. N. Ờ. Tên của ai? Bà Cung Phi. Bà Cung Phi. À, chào bà Phi, quên rồi. Ờ, bởi vậy con không hiểu cái tên đó của ai mà Lê làm sao mẹ biết được. Con viết mà con không biết tên ai hết. Ừ, chính. Con muốn viết. Hả, bà Gì. Con viết tên của ai? Gì. Gì, hả, chào Phi Phi. Bạn con hả? Oui. Gì, maman. Hãy biết số. À vậy hả? Oui, je. Attends. Oui, je vais chanter. Je vais chanter pour moi. Oui, je vais écouter Lenny. À, je écouter Isana. À, con ngồi côté. À, côté bạn hả? Oui, trois. Trois amis. À, trois amis. Oui. Oui. Ba bạn của con. À, à, rồi, mẹ hiểu rồi. Nó kể có ba bạn ở trong lớp học. Mấy bạn đó rồi. S'il vous plaît, Gilles. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Gilles. Thôi thôi, đi bú được rồi anh hai ơi. Đi bú đi con. Bú sữa đi. Rồi. Rửa tay đi bú sữa.
Rửa tay đi, tại cái tay con đụng phấn dơ lắm. Dạ. Đây, đây. Lấy ghế. Lấy ghế kéo qua. Nó mới chơi con gosi. Sao vậy? Nó cúi áo. Nó cúi áo hơi bê bê chai. Nó cúi. Ê, xoa chi bê. Ê, khoa chi đồ. À, đây là gì nữa. À, ê chi. Tao cho bê yê xa. À, hãy xem. Sao bác bị cao xa? Ờ, bác sẽ xin cô hỏi nguyên. Bác sẽ xin cô. Trời, mày chưa có dẹp luôn hả? Ui, trời, để mày dẹp. Ừ. Quăng cái tả vậy các bạn. Na dọn dẹp cho mẹ ha, giúp mẹ dọn dẹp, mẹ hút bụi lau nhà cho chơi chơi vui quê ha đó con. Điếu lên rồi mẹ ôm. Điếu. Tại mẹ ôm. Mẹ biết rồi, lại mẹ ôm. Mẹ con bà cô chú nè, nói nghe coi. Dạ, papa. Nói mẹ nghe coi, tại sao lấy mắt kính để vô cái ly nước mẹ uống? Papa. Tại sao? Mẹ mấy ông bà cô chú nè. Đó, chú dưới nữa dơ nè, mẹ chuẩn bị mà hút bụi nè. Đừng có leo xuống dưới dơ lắm, bẹt. Và cô chú nè, cục vàng của mẹ đó. Trời ơi, nó chơi lấy cái mắt kính này, nó để vô ly nước của mình nè các bạn. Coi nó nè, mấy ông bà cô chú nè. Ăn chuối thì ăn chừa lại. Ly nước này để vô ly nước của... cái mắt kính này để vô ly nước của mình uống đó. Hư hỏng lắm. Nè, nó moi moi theo mẹ nè. Tôi rua là vậy á các bạn. Thích chui chui lần lần vậy đó. Thôi được rồi. Thôi gần. Chút. Sao? Nào không thích lẻo đẻo theo mẹ hết trơn. Heo của mẹ. Dơ nhà dơ hầy để mẹ hút bụi lau nhà đi làm gì làm đó có. Ok. Coi chừng đụng vô cái tủ nè. Giờ mình nấu canh chua nha các bạn. Thôi sẽ không con. 30 giây thôi. Con làm mấy cái vậy? Được. Sao vậy? Con lấy cái gì không trai? Quậy quá con ơi.
không, nó nhiễu nước ở trên cái mặt của cái bếp điện á, là cái nó tắt hết. Nãy ra hăng sôi nó tắt. Giờ Ly để thơm vô. Tại vì nhà không có cái gì, có cái gì Ly đang nấu cái nấy nha các bạn. Thơm này nó ngọt ngay, Ly cắt ra Ly ăn, Ly để tủ lạnh á, nó hơi bị dập cái lúc mà Ly cắt á. Nhìn con. Ở phía bố xe. Bố xe con hả? Bố xe. Bố xe là thôi được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Đừng đi lộn nữa. Đi nấu cái này với chè. Là chua với giá thôi. Tại nhà Ly ra có như vậy. Để xả vô nha. Để đường vô nè. Có đề phẩm chứ. Muối. Nước mắm. Tony con tắm gì vậy Tony? Ồ, la dữ vậy con. Bây giờ mình vớt cá ra nha các bạn. Đợi mình để Ly ghim vô, cá chín hết rồi. Mè đây đã tan ra chưa nè. Rồi cái gì mình thêm một nước chanh. Mè rồi. Bây giờ mình để cà chua vào. Để cà chua vào cái mình nêm nếm coi ok chưa, rồi mình hãy để giá là sau cùng nha các bạn. Giá với bắp bông cải chuối. Trời ông xã mình mua để mà nấu bún bún bò Huế, mà ông xã mình đi mua nấu bún riêu. Bún riêu là phải có rau muống, mà ông xã mình mua nhầm. Cái bây giờ mình nấu cái này. Bây giờ mình nêm lại, giờ mình nêm đường, chua là chua lắm rồi, có hơi vị mặn thôi. Giờ mình cứ thêm đường thôi. Ăn chua là phải chua chua ngọt ngọt. Trời ơi, đó mình rất là khó nêm cái món này lắm nha các bạn. Mình không bao giờ mình làm ngon được hết trơn.
tự nhiên lớn bây giờ mình mới làm được đó, chứ mình đi cái này rất là khó. Tại vì mình không có cảm nhận được cái vị các bạn nên khó làm lắm. Với nước mắm nha, cái món nước mắm nữa, mình không thể nào làm hai cái món đó được. Chỉ có anh hai mình làm cho mình ngồi đó, anh hai cho mình làm nước mắm cho mình ăn. Mình nói mình không bao giờ mình thấy mình nêm được hết trơn. Chỉ có hai cái đó mà mình cứ không ok. Giờ tự nhiên lớn đó mình làm được. Này, bây giờ Ly để giá nha các bạn. Nếm vừa ok thì với cái gì của mình ha. Xíu tì ạ. Để giá nha. Nè, cải, bông cải chuối nè các bạn. Ở đây rất là mắc tiền nha. Mình không biết mấy chục á. Đi nấu đơn giản vậy thôi. Không có rau thơm luôn nha các bạn. Mình không có cần, không có gì hết trơn luôn á. Vậy em cứ nấu vậy ăn đi. Mình tính để hành vô thì kỳ quá không? Rồi xong rồi. Thấy cái tô của mình hấp dẫn không? Con lấy ghim luôn nha. Ăn cà chua, bơ tí cà chua. Đây để hành cho có màu sắc đẹp thôi các bạn, chứ nó không có đúng. Cứ để vậy đi. Nên Tony nó không có ăn đũa được các bạn, nó còn để gót nước mắm. Đâu có nhiều đâu, đâu bún mà. Tomat ăn cho tốt.